Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học cách tạo cái dấu vết chuột trong Scratch. Cách tạo cái đường di chuột và hiệu ứng của con trỏ trong Scratch. Đường di chuột là cách thú vị để đưa trò chơi, hình ảnh, câu chuyện lên một cái tầm cao mới. Và với hướng dẫn này thì bạn sẽ có thêm một con trỏ động vào bất kỳ cái dự án nào của mình. Đây là một điều vô cùng thú vị đúng không các bạn nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi lập trình cách tạo dấu vết con trỏ chuột nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nào. Đầu tiên, bắt đầu sự kiện. Bao giờ sự kiện bắt đầu bằng khi bấm lá cờ. Sau đó chúng ta muốn cho nó thực hiện liên tục thì chúng ta sẽ cho nó vào một cái vòng lặp liên tục, cho nó đi tới một cái điểm theo cái vị trí con chuột của chúng ta. Đó là con trỏ chuột. Con trỏ chuột đi đâu nó sẽ đi theo đấy này. Rồi. Và chúng ta thấy là khi di chuyển thì nó sẽ tạo ra những cái bản sao. Thì chúng ta sẽ phải chọn là cho nó cái bản sao. Bản sao. Ngay khi tôi bắt đầu làm một bản sao, nó sẽ bắt đầu thực hiện bản sao. Và cái bản sao này chúng ta sẽ cho nó lặp lại. Lặp lại tầm 10 lần. Và di chuyển. Ta sẽ cho nó di chuyển tầm 10 bước. Đây chúng ta thực hiện. Di chuyển 10 bước. Ta dừng lại nha. Chúng ta phải tạo ra cái bản sao. Tạo bản sao ngẫu nhiên. Tạo bản sao có đó. Đây chúng ta thấy này đó. Nhưng mà khi tạo bản sao này thì nó cứ tạo liên tục rất nhiều, chúng ta phải cho nó dừng lại một cách chúng ta sẽ phải xóa gọi cái bản sao của nó đi. Chúng ta cùng thực hiện như thế này. Đấy, nó chỉ để lại tầm 10 bản sao của nó thôi, lặp lại 10 lần mà. Và tiếp theo chúng ta sẽ cho nó thay đổi hình dạng một chút. Đó là chúng ta sẽ thay đổi kích thước. Thay đổi kích thước thì chúng ta vào một hiển thị này. Và thay đổi kích thước một lượng. Và chúng ta cho nó thay đổi kích thước một lượng này. Thay đổi kích thước một lượng. Và thay đổi cái hiệu ứng nữa. Hiệu ứng thì chúng ta sẽ thay đổi một cái hiệu ứng này. Đây, chúng ta sẽ chọn cái hiệu ứng này. Thay đổi hiệu ứng. Chúng ta chọn hiệu ứng cuối cùng, chọn hiệu ứng ma này để cho nó chuyển động. Chúng ta cùng xem. Đó, nó đã có cái bóng đằng sau này. Nhưng tuy nhiên cái bóng của nó đang rất to đúng không? Để chúng ta tạm dừng lại. Chúng ta sẽ thay đổi cái lượng này, cho nó nhỏ đi. Để cho trừ 8 thôi. Cái này chúng ta cho tầm 5. Chúng ta thử chết xem nào. Đấy, nó đã nhỏ lại cái đuôi rồi đấy. Nhưng mà ở đây nó đang theo kéo theo cái dây, nó chưa được tỏa ra xung quanh giống như cái hình ban đầu chúng ta xem. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tiếp. Ta đặt hướng di chuyển của nó. Chúng ta đặt là hướng. Đây, mình chọn đặt hướng cho nó. Ở vị trí này đặt hướng này. Với một cái điều kiện là lấy ngẫu nhiên cái vị trí đi. Ta lấy ngẫu nhiên vị trí này. Từ 0 đến 360 rồi nó chạy vòng tròn nhá. 360. Rồi, chúng ta cùng thực hiện thử xem nào. Đó, nó đã tạo ra như ban đầu rồi đấy. Như ban đầu chúng ta đã xem được. Chưa nào? Đó. Vâng, đây là chúng ta mới thực hiện bằng một cái hình quả táo. Chúng ta có thể thay đổi cái đối tượng này bằng cách các bạn vào trang phục. Và chúng ta sẽ chọn cái trang phục để vào đây, vào cái vị trí này để chọn này. Đấy. Ví dụ như các bạn có thể chọn cái quả bóng màu xanh này. Đây các bạn sang phần ta thực hiện này. Đó, thấy chưa nào? Với cái hiệu ứng bóng, với cái hiệu ứng này ấy, thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ tạo ra cái sự thú vị ở trò chơi của mình. Để chúc các bạn lập trình thành công nhé. Xin chào.